tôi xin thay mặt gia đình con trước tiên là gửi lời chào chào bà, chúc bà mạnh khỏe, cũng qua bà thì cũng cho gửi lời hỏi thăm tất cả anh em bên nội của gia trong gia tộc ở trong miền Nam đó. Thì con vì đường xá xa xôi con không vào được, thì con cũng qua chuyển lời của bác Thành tới bà cũng cho con được gửi lời hỏi thăm, xin cầu chúc tất cả các bác con bà mạnh khỏe. Thôi con cũng xa xôi thì chúng con là con là cháu, thì con cũng trước tiên là con cũng xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bà, thì sau hết nữa là con cũng xin bà cầu nguyện cho các cháu ngoài này nó thiếu thốn mọi cái nào, thì thiếu cả luôn cả đức tin luôn. Thế bây giờ con chỉ mong muốn rằng ở đâu cũng là có Thiên Chúa, để ngày mai các cuộc sống của các cháu lớn lên thì trước tiên là phải có Chúa luôn. Thì đã có Chúa thì sẽ có hết mọi cái, thì con cũng xin bà cầu nguyện cho ngoài chúng con, mà con cũng xin chúc bà là thôi thì xin Chúa ban cho những ngày còn lại của bà là bà được sức khỏe, mà các anh các chị cũng như các cháu trong gia đình trong miền Nam cũng mạnh khỏe. Mà con cũng xin là cuối cùng con cũng xin là chào bà, thì xin Chúa ban sức khỏe cho bà để bà gửi lời để động viên các chúng con ngoài này.